Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp. Phạm Nhân, tu Tiên, tác giả vong ngữ, nguồn bạch ngọc sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 1546, Hát Sa Hàng Lập mỉm cười, đem phiền kiếm cùng hát sắc tiểu sơn thu lại, sau đó phất tay áo bào một cái. Một đoàn kim quang bắn ra, sau khi xoay quanh một cái thì hóa thành một con tiểu thú, trông giống như một con báo đứng trước người vài thước. Đúng là báo lần thú. Vừa thấy con thú này, phụ nhân và các tế tử xài nhân khác đều ngẩn ra. Nhưng sau khi dùng thần niệm đào qua trên người tiểu thú thì đều hít một ngụm lượng khí. Trên người con tiểu thú này tạng đạo khí tức cực kỳ cường đại, làm cho phụ nhân với tu vị như thế cũng cảm thấy trái tim bằng giá đi, đem tất cả ô là nhân, giết chết đi. Hạng lập hướng tiểu thú, thản nhiên phân phó một câu. Bảo lần thú nghe như vậy, trong mắt hùng quang chợt lóe, thân hình nhoáng lên một cái, một chút huyền hóa ra bảy tám hư ảnh, độc nhất vô nhị, hướng ra cửa điện bắn nhanh mà đi. Chỉ thấy thú ảnh hơi thấp thoáng một cái, đã ra xa hơn mười trường, đồng thời chợt lóe thì đã biến mất vô ảnh vô tung. đồn tốc của con báo lần thú này cực nhanh, khiến cho người ta khó có thể tin được. Sắc mặt phụ nhân có chút tái nhợt, sau một lúc miệng cường duy trì được sự trấn định, nhưng trong lòng hoàng sợ thế nào có thể nghĩ được. Bất quả nàng lập tức nhớ tới điều gì, bỗng nhiên lấy trên người ra một lệnh bài, nhanh chóng điểm lên không vài cái, đồng thời trong miệng lầm nhậm, Nhất thời phía trên lệnh bài, lên quang chợt lóe bắn vào ngũ sắc quan hà bên ngoài của đại điện rồi biến mất không thấy. Nếu như sự tình đã giải quyết xong, thì hạng mộ sẽ không ở lại đây. Ta về trước tình dưỡng, đầu linh thú này, các người không cần lo lắng, xong việc, nó sẽ trở lại bên cạnh ta. Hạng lập bình tĩnh nói, lập tức, hắn cũng không nghe phụ nhân cùng đám tế tử hỏa dương tộc nói cái gì cảm kích. Trên người thanh quan chợt lóe rồi hóa thành một đạo thanh hồng phi đồn mà đi sau mấy lần chấp động, Thanh Hồng đã bắn ra khỏi đại môn mà biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ còn lại đám người hòa dương tộc xà nhân, hai mặt nhìn nhau. Đại Tế Tử Nếu không phải người ra mặt, lưu vị hàng tiểu bối này lại, thì chúng ta chỉ sợ, thật sự đã gặp tai ương diệt tộc rồi. Sau một lúc lâu, một gã xà nhân áo bào trắng thở dài một hơi, rất cơ ý may mắn nói Ai nói không phải. Lúc trước, chúng ta đối với việc Đại Tế Tử đem liệt dương thần đang dễ dàng đưa cho ngoài nhân, còn có cảm thấy khó hiểu. Hiện tại xem ra, Đại Tế Tử đúng là nhìn sai trong rộng. Một gã tế bào nhân cũng liên tục gật đầu nói. Phụ nhân nghe hai người khen ngợi xong thì lại nở nụ cười. cười. Hai vị à, hai vị cũng quá xem trọng ta rồi. Ta lúc trước thực hiện cũng là cử chỉ bất đắc dị chính là trời phù hồi tộc ta. Hạng tiên sinh thần thông to lớn, còn trên cơ dự đoán của thiếp thân. Châu Nhi, người cảm thấy thần thông của hạng thiên sinh so với sư phụ ngươi như thế nào? Phụ nhân cuối cùng cũng quay đầu, hướng cô gái hỏi, thần sắc ngưng trọng dị thường. Châu Nhi sau khi nghe mẫu thân mình hỏi như vậy, thì chân mày cau lại, sau một lúc mới chần chờ trả lời sư phụ ta là tồn tại thượng tộc ngụ giai nhưng cho dù sư phụ tự thân tới nơi đây mà muốn giải quyết hai gà ô la vương tộc này cũng phải gặp khá nhiều khó khăn không thể nào thoải mái diệt sát như vậy được nghe thiếu nữ hàm hồ trả lời phụ nhân tự nhiên hiểu được ý tứ nên sau khi gật đầu thì vẫn chưa lộ ra thần sắc kỳ quái nhưng mấy tên tế từ áo trắng bên cạnh thì lại tỏ ra kỳ quái thậm chí có một người lẩm bẩm nói hạng tiên sinh chẳng lẽ là thường tộc cao dài tồn tại. Nếu là như vậy, thì ngần xa cư sĩ cực mạnh tại hải vực phù cận, cũng có thể không phải là đối thủ. Cây này khó mà nói được. Ngần xa cư sĩ đồng dạng cũng là thường tộc tam giai tồn tại. Cho dù tu vi không xa biệt lắm, lúc tranh đấu còn phải xem thần thông tu tập cũng như bảo vật uy năng lớn nhỏ như thế nào. Phụ nhân thở dài ra một hơi, chậm rãi nói. Nghe xong lời này, mấy tên áo bào trắng cũng gật đầu, trong lòng đều như tự cân nhắc, nhất thời không người nào mở miệng. Hàng tiền sinh tinh toán ở lại Hòa Vân Đạo bao lâu? Cái tính toán thường xuyên ở lại đây hay không? Rốt cuộc có một người sau khi do dự một chút thì họ... Điều này thật sự khó nói. Bất quá phạm chừng sẽ không lập tức rời đi, nhưng cũng sẽ không ở lại lâu lắm. Lấy tù vi của hàng tiền bối căn bản không phải tiểu tộc chúng ta có thể giữ lại. Từ hồ biết ý tứ của tên tế tử nọ, phụ nhân thần sắc vừa đồng nhưng lại lập tức lắc đầu nói. Nghe phụ nhân nói như vậy, tên xài nhân áo bào trắng, trao mày, mà không khí trong đại điện là im lặng không một tiếng động. Tốt lắm, việc khác để sau hãy nói, chiến đấu bên ngoài vẫn chưa kết thúc. Tùy hai gã ô la vương tộc đã bị đánh chết, nhưng vẫn có thể còn tồn tại cao dài ô la nhân tộc khác. Lĩnh thú của hàng tiên sinh tuy rằng lợi hại, nhưng không chắc có khả năng đem tất cả nhất nhất diệt sát. Chúng ta mau đi ra ngoài hỗ trợ một chút đi. Phụ nhân sau khi đào qua ánh mắt thì bỗng nhiên phần phó nói. Bốn gã xào nhân áo bào trắng vừa nghe lời này thì trong lòng đều tỉnh ngộ, Khăm người xưng phải. Vì vậy sáu người vội vàng khu động đồn quang bay ra ngoài đài điện nhằm hướng có tiếng kêu lớn nhất mà bay nhanh đi không bao lâu sau hàng lập đã về tới chỗ ở rồi lập tức đi vào trong căn nhà gỗ đem cơm chế một lần nữa mở ra và khoanh chân ngồi trên giường ánh mắt hắn chớp động trên mặt hơi hiện ra một tia trầm ngâm hai gà ô là nhân có tù vị cao nhất này đã bị đánh chết lại cả báo lần thú ra tay tương trợ cuộc chiến thổi thành tự nhiên đã định. Kể từ đó, hắn tính toán ra, coi như đã trả nợ hết tình cảm mà phụ nhân tàn đang. Phía dưới liền cần tiêu tốn nửa năm trời, để đem một ít tổn thương còn sót lại, chữa trị hoàn toàn, khôi phục như lúc ban đầu. Sau khi cân nhắc, khóe miệng hàng lầm, khẽ lộ ra một tim mỉm cười. Nhưng ngày sau đó là nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên một tay vừa lật, hắc quang chợt lóe rồi một cái khăn hiện ra đúng là bảo vật hàng lấy được từ hai gà ô la vương tổng nhân. Hàng lập bắt tay vào tìm hiểu, trên mặt lộ ra biểu tình cảm thấy rất hứng thú. Cái khăn này bề ngoài hơi tối, hơi mỏng, nhưng sờ lên là cảm thấy mềm mại dị thường, bóng loáng mà ôn lành. Hơi thoáng động mặt ngoài có vô số hắc sắc ký hiệu hiện lên chớp đồng. Vừa thấy, đã biết, không phải là bảo vật bình thường. Hàng lập nhìn trong chớp lát, sau đó vươn một ngón tay điểm nhẹ lên bề mặt chỗ đầu ngón tay thanh quang chợt lóe đại lượng linh lực tinh thuần điên cuồng chú nhập vào tùy theo ngón tay rung lên hắc sa bay lên trời sau khi xoay tròn thì hạ xuống thành một vật bán trong suốt to cỡ một trường hàng lộc hai mắt nhíu lại nhìn vào vật ấy một tay bắt quyết miệng niệm thần chú đánh ra một đạo thanh quang vào cái khăn pháp quyết chợt lóe lướt qua nhập vào trong hát xa tiếp theo nhẹ nhàng bay lên rơi xuống đỉnh đầu hàng lập hàng lập vừa lúc đem toàn bộ thân hình hắn che đầy lại một màn kinh người xuất hiện sau khi hát xa chụp xuống thân hình hàng lập nguyên bản rõ ràng dị thường trong nháy mắt đã trở nên mơ hồ tiếp theo hơi hơi chấp động vài cái rồi liền biến mất vô ảnh vô tung trong mắt hàng lập chợt lóe lên vẻ kỳ quái một tay nâng lên nhìn nhìn rồi lại cúi đầu nhìn thân thể trong mắt làm mang đột nhiên chớp động hơn nữa càng ngày càng mạnh một lát sau trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười quả nhiên đúng là như vậy nếu hắn không đem lên một thần thông vận chuyển tích cực hạn mà nói thì đều không thể trực tiếp khám phá ra ký hiệu ẩn hình của hắc sa này nghĩ tới lúc trước Hai gà ô la nhân kia đã dùng bảo vật ẩn hình này lẹn vào trong đài điện. Trong lòng nghĩ như vậy, một lũ thần niệm của hàng lập bỗng nhiên phóng ra ngoài, muốn trực tiếp xuyên thủng qua hát xa. Nhưng thần niệm vừa tiếp xúc với hát xa thì lại giống như rơi vào trong mê vọng, căn bản không thể đem xuyên thủng qua hát xa. Xem ra, hắn không thể nào nhìn thấu tu vi hai gà ô la vương tộc kia cũng là vì vật này. Sau khi suy nghĩ xong, hắn đột nhiên đưa tay nằm lấy một góc hát xa trong lòng thúc giục pháp quyết rung lên. Hắc xa chợt lóe lên quang mang kỳ lạ, rồi dĩ nhiên nhập vào trường bào trên người, ẩn nặc đi không thấy. Hàng lập lại một lần nữa dùng thần niệm, hướng thân thể chính mình nhìn quét qua vài lần, mà trên mặt lộ ra vẻ vừa lòng. Hắc xa này thật sự là nhất kiện bảo vật phù trợ khó có được. Tại phương diện ẩn hình thần kỳ dị thường, chỉ sợ không kém hóa thanh phù kia. Hóa thanh phù, mặc dù có hiệu quả ẩn nặc kinh người, nhưng cũng không có ít hạn chế. Chẳng dẫn thời gian phát động quá mức chậm chạp, mà còn khiến cho không ít công pháp thần thông của hắn bị hạn chế. Mà hát xa mặc vào thân, chính là nhất kiện pháp khí đắc lực. Vận dụng phi thường, phương tiện uy năng thì còn tùy vào pháp lực của người nắm giữ. Pháp lực bất đồng thì biểu hiện cũng bất đồng kinh người. Lúc trước, nếu như không phải tu vi hai gã ô la nhân rất thấp, thì hắn không thể nào dễ dàng nhìn thấu hành tung của hai người. Sau khi cởi hắc xa ra, Hàng Lập để trên tay thưởng thức trong chốc lát, rồi đem vật ấy thu lại. Thời gian kế tiếp, Hàng Lập không có bỏ lỡ chuyện của hắn, lập tức ngồi xuống nhắm hai mắt, thành thành thật thật tu luyện. Chỉ thấy bên ngoài thân hắn, Kiềm quang chợt lóe, một vòng sáng màu vàng từ đỉnh đầu phát ra, kim sắc pháp tướng chợt lóe lên, hiện ra khoanh chân mà ngồi. Thân hình Hàng Lập vẫn không nhúc nhích mấy ngày công phu chợt trôi qua. Trong thời gian đó, phụ nhân mang theo một ít linh dược quý hiếm, cùng một số cao gia linh thành, tự mình đưa đến trước cửa nhà gỗ. Lúc này, Hàng Lập vẫn chưa mở cửa ngay đón, chỉ bảo nàng đem đồ vật đặt bên ngoài cửa. Bộ dáng sẽ không dễ dàng gặp khách. Phụ nhân thấy như vậy, tự nhiên không dám làm gì bất mạng, theo lời mà đem đồ vật này đặt xuống, rồi liền thức thời lập tức cáo từ bay khỏi nơi đây. Hàng lập lúc này mới sai đề hồn thú, đem đám đồ vật này trực tiếp thu vào, còn bản thân mình thì từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi cái giường gỗ, thậm chí ngay cả mê mắt cũng không mở một chút. Thời gian cứ như vậy, một ngày lội rồi lại một ngày trôi qua. Một chút, mấy tháng đã trôi qua. Trên đảo Phủ Nhân cùng đám cao tầng hòa dương tộc, không một người nào dám đến quấy rầy hàng lập. Nhưng một ngày sau, hàng lập đang yên lặng bận chuyện công pháp, đột nhiên mi mắt vừa động, mở mắt ra. Hả miệng phùng ra một đoạn ngân sắc hỏa cầu. Sau khi chấp động một cái, thì hóa thành một con ngân sắc hỏa điệu to cờ nắm tay. Đúng là về linh hỏa điệu. Hạng lập nhìn thấy hỏa điệu, trong mắt hiện ra một thi kỳ quán. Hỏa điệu này thoạt nhìn từ hồ vẫn giống như trước đây. Nhưng sau khi dùng thần niệm đào qua, thì tự nhiên lại phát hiện ra. Trong cơ thể của hỏa điệu từ hồ có thêm một cái gì trong mắt hắn làm màn chợt lóe một lúc sau rốt cuộc thấy rõ ràng chỗ dị thường trong đó tại trong ngân sắc hòa diệm rõ ràng có thêm một kim ti nhàn nhạt như không thấy mấy thứ này đúng là cái gọi là linh tuyền tà quan đã vị phải linh thiên hòa hoàn toàn đem liền hóa xong mới xuất hiện hạ cái này hẳn là có mối quan hệ hàng lập hơi lo nghĩ một tay bấm quyết niệm thần chú hướng ngân sắc hòa điều trên không trung nhẹ nhàng điểm một chị nhất thời hòa điệu này giang hai cánh mà bay múa trên đỉnh đầu hàng lập. Nhưng sau khi bay hai vòng, thì hòa điệu liền há miệng, phùng ra một cây kim ngân tế ti. Sau khi chợt lóe, kim ngân tế ti này liền đánh tới vách tường nơi có đặt cơm chế bên trên. Chỉ thấy cơm chế màu trắng mờ, chợt nhoáng lên một cái, kim ngân tế ti giống như bay qua không khí, xuyên thùng vách tường mà bay sang. Chương 1547 Không Vân Tinh sau khi chợt lóe, tế ti còi rút lại mà quay về. Bộ dáng một chút trở ngại đều không có. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt hàng lập lộ ra vẻ trầm ngâm. Lập tức lại thúc giục phát quyết. Kiềm ngân tế ti lại từ trong miệng hòa điều phun ra. Mục tiêu đổi thành một cái ghế dựa bằng gỗ trong phòng. Một cảnh làm cho hàng lập rùng mình xuất hiện. Tế ti sau khi xuyên qua cái ghế, thì cái ghế nguyên bản đang phát ra mùi hương. Trong nháy mắt, đã biến từ màu xanh thành đen thôi tiếp theo biến thành một cổ khói nhẹ biến mất không thấy kim ngân tế ti này kỳ độc vô cùng hàng lập thở ra một hơi một tay bấm phát quyết niệm thần chú ngân sắc hỏa điều sau khi xoay quanh một cái thì hướng trên người phóng đại sau khi lóe lên thì đã tiến nhập vào trong thân thể không thấy bóng dáng mà hàng lập lúc này lại nhắm hai mắt từ hồ bắt đầu nhập định nhưng ngay sau đó hắn bỗng nhiên mở hai mắt đồng thời nhíu mày ngay lúc thần sắc dị biến thì đồng thời có một thanh âm đàm thoại từ bên ngoài từ từ truyền tới. Vạn bối thanh tiểu, muôn bài kiến hàng tiên sinh, mong rằng hàng tiên sinh có thể mở cửa để gặp mặt. Đúng là thanh âm của một nữ từ xa lạ dị thường, nghe cả chút trầm thấp nhưng lại dung mạng dị thường, hơn nữa là có một loại cảm giác làm cho người ta không thể cự tuyệt. Thanh tiểu ư, Hàng Lập có chút nghi hoặc, có thể khẳng định trực tiếp xuyên qua cầm chế, đem hết cảnh tượng bên ngoài thu vào trong mắt. Chỉ thấy bên ngoài không biết từ khi nào đã xuất hiện một nữ tử còn trẻ tuổi. Trên thân mặc một bộ quần áo màu xanh, độ tuổi chừng 25-26, dung màu cực đẹp, cũng có chứa một loại khí phái dung dung, đẹp đẽ cao quý, nói không nên lời. Thần niệm hàng lập, sau khi đào qua người này thì ngoài ý muốn phát hiện ra nàng này nhìn như tuổi không lớn, mà tu vi dĩ nhiên đã đạt đến trình độ hóa thần trung kỳ. Tu vi xem như cũng không kém. Hắn khẽ ngầm nghĩ một chút, rồi liền chậm rãi mở miệng. Đạo hữu là người phương nào? Hình như không phải người của hòa dương tộc trên hòa vân đạo. Sao là biết hạng mộ ở trong này? Vạn bối là sư phó của hòa dương tộc Châu Nhi. Nguyên bạn nghe nói, Khoái dân tộc gặp đại định, cho nên tới tương chờ. Nhưng không nghĩ tới, tiền sinh đã ra tay cứu dòng tộc của tiểu đồ khỏi đại kiếp nạn. Vạn bối nghe tiểu đồ nói, tiền sinh thần thông quảng đại, có thể là tiền bối thường tộc thường tam giai. Cho nên mới đến ba kiến một lần, mong rằng tiền sinh có thể chỉ giáo một phen. Nữ tử mỉm cười, trong lời nói có vẻ thành khẩn dị thường. Ngươi là sự phó của tiểu nhà đầu kia ư? Được rồi, qua mấy ngày nữa. Ta nguyên bạn cũng muốn xuất quan Tìm đồng đạo phụ cận để hỏi thăm ít sự tình Nếu như đạo hữu đã tới đây Thì ta thật cũng không thể nào không gặp một lần Hàng lập nghe vậy có chút ngoài ý muốn Nhưng lập tức khẽ nở nụ cười Thanh tiểu nghe hàng lập nói như vậy Thì ngẩn ra Chưa kịp trả lời Thì bạch quang đang ban phủ căn nhà Đột nhiên tự động tán loạn Tiếp theo cánh cửa gỗ Đinh một tiếng Liền tự động mở ra nửa từ sau khi hơi cẩn nhắc thì liền thầm dòng tiến lên vài bước đi vào. Sau khi tiến vào, nàng liếc mắt một cái, liền nhìn thấy. Hạng Lập đang ngồi ngay ngắn trên tường gỗ, trong đôi mắt hiện ra một tia kỳ lạ. Hiện nhiên dùng nhang tuổi trẻ của Hạng Lập làm cho vị thanh tiểu tử này cảm thấy ngoài y muốn. Nhưng sau khi dùng thận niệm đào qua trên người Hạng Lập, thì trên mặt lập tức hiện ra kinh sắc, hướng Hạng Lập xa xa thi lệ nói. Tiền bối quả nhiên là thượng tộc, thượng tam giai tồn tại. Xem ra vạn bối lúc này đã tới đúng chỗ rồi. Đạo hữu pháp lực cũng không kém. Trước tiên, hãy ngồi xuống nói chuyện đi. Hàng lập trong mắt làm màn chấp động, đánh giá nàng vài lần. Sau đó thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói. Thanh tiểu trong miệng cảm ơn một tiếng, rồi tìm một cái ghế cạnh giường ngồi xuống. Công pháp thanh đạo hữu tu luyện, chính là phong thuộc tính công pháp ư. Hàng lập bỗng nhiên hỏi một câu như vậy. Lời kia vừa thốt ra, làm cho nữ tử sắc mặt khẽ biến, có chút giật mình. Tiền bối như thế nào lại biết? Chẳng lẽ tiền bối trước kia đã gặp qua vạn bối ư? Thành tiểu nhìn không được hỏi. Cái này thì không đúng, bất quá ta thấy pháp thân của đạo hữu linh động dị thường. Hơn nữa trên người ẩn ẩn lộ ra khí tức của bảo vật với nhiều phong thuộc tính, nên ta mới hỏi như vậy. Hàng lập nhẹ nhàng bân quơ trả lời. Hàng lập trả lời thoải mái như vậy, nhưng trong lòng nữ tử đã có chút hoảng sợ. Phải biết rằng liếc mắt một cái nhìn ra tù vi một người cũng không phải là việc khó. Nhưng nếu ngay cả bảo vật thuộc tình dấu diếm trong cơ thể mà cũng có thể liếc mắt một cái đã nhìn ra, thì việc này không phải cao dài tồn tại bình thường nào cũng có thể làm được. Lúc này, tâm niệm của nàng nhanh quay ngược trở lại, thần sắc trên mặt càng thêm cung kính, đồng thời cẩn thận hỏi. Tiện bối, tuệ nhãn như đuốc, Vạn bối thật sự là chủ tu phong thuộc tính công pháp. Ta nghe Châu Nhi nói, tiền bối là một kiếm tu. Hơn nữa còn không phải là người thuộc quần đảo hòa hô chúng ta. Không biết tiền bối xuất thân từ hải vực khác hay là đến từ lôi minh đại lục. Hàng Lộc nghe được câu này thì lại nở nụ cười. Tài Hà không xuất thân từ hải vực phụ cận mà cũng không phải đến từ lôi minh đại lục. Nghe Hàng Lộc trả lời như vậy, Được tử khẽ nhíu mày, nhưng lập tức nhớ tới cái gì không khỏi thất thanh. Tiền bối vừa nói như vậy, chẳng lẽ là không đến từ đại lục này? Thành tiền tử thật sự là người thông minh. Hàng lập mỉm cười trả lời. Nghe hàng lập một câu thừa nhận trong lòng nữ tử quay cuồng. Một hồi sau, vẻ khắc lại trên mặt mới dần dần tan đi, nhưng lại thở ra một hơi. Tiền bối có thể theo mặt khác của đại hỏa lục đến đây thì thần thông to lớn có thể tưởng được trách không được hai gà ô la vương tộc kia dễ dàng bị tiền bối diệt sát như vậy bất quá từ mặt khác đại lục đến lôi minh đại lục chúng ta bình thường sẽ không đi qua hỏa hô quần đạo của chúng ta đâu trong vạn năm qua tiền bối thật sự là tu luyện giả thứ nhất từ đại lục khác tới hải vực của chúng ta đây à, nói như vậy hạng bộ thật sự cảm thấy vinh hạnh bất quá tại hạ hiện nay lại hoàn toàn là do một chuyện ngoài ý muốn mà tới nơi đây. Cũng không phải là chính mình muốn đến đây. Hạng Lộc khóe miệng run rẩy một chút, lộ ra một tia cười khổ. Mặc kệ tiền bối làm sao tới được nơi này, nhưng chắc chắn rằng công pháp thần thông của người khẳng định là không giống người thường. Mà vàng bối gần đây tu luyện là gặp được một ít vấn đề, không biết có thể thỉnh giáo tiền bối một chút được không? Thanh Tiểu thản nhiên cười nói thịnh giáo thì không dám nhận hàng mộ đối với công pháp huyền ảo của lôi minh đại lục đồng dạng cùng có chút hứng thú hai người chúng ta có thể trao đổi một chút hàng lập cơ hồ không cần nhắc điều gì liền bình tĩnh gật đầu thành tiểu nghe như vậy thì mừng rỡ lúc này trong miệng liền thành cảm ơn nàng tự nhiên rất rõ ràng cho dù hàng lập đã khách khí gì thường nhưng do thu vi hai người cách nhau xa, nên khi trao đổi kinh nghiệm tu luyện công pháp, thì kẻ có tu vi thấp lại chiếm tiền nghi lớn hơn. Vì vậy, thời gian tiếp theo, nàng bắt đầu hướng tới hàng lập, thịnh giáo một số vấn đề tu luyện. Tuy rằng nàng cùng hàng lập tu luyện công pháp là rất khác nhau, nhưng tại bên cạnh tu luyện cùng một ít chỗ khó trong lĩnh ngộ công pháp, thì khẳng định là hơn phân nửa có chỗ tương đồng. Hàng lập thật sự cũng không có che giấu gì. Sau khi nghe xong thì cẩn thận cân nhắc rồi thật sự chỉ điểm một chút. Tuy hạng lập nói không nhiều, nhưng lấy thân phận luyện hư kỳ tu sĩ si của hắn, thì tự nhiên là làm cho không ít nghi nan của nữ tử đều được khai thông. Điều này làm cho thanh tiểu vui mừng quá đội. Nhưng thần lắng nghe, trong đôi mắt đẹp không ngừng xuất hiện Tì sáng kỳ dị. Đương nhiên cũng bởi vậy, nữ tử không thể tránh khỏi đem một ít chỗ huyền ảo trong công pháp của mình tiết lộ vài phần. Cả chút huyền diệu này cũng được hàng lập hấp thu quán thông, nên không phải là không có thu hoạch. Hai người lần này nói chuyện với nhau cũng mất ước chừng nửa ngày. Sau khi Hàng Lập đem vấn đề cuối cùng của nữ tử giải đáp xong, thì Thanh Tiểu nhắm đôi mắt đẹp, lặng lặng lĩnh ngộ một hồi lâu. Bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn Hàng Lập thi đại lễ vài cái, trong miệng cảm kích nói. Đà tài tiền bối đã chỉ điểm cho, mấy thứ này ước chừng có thể miệng cho vạn bối hơn 10 năm khổ tu Không có gì Cái này cũng là cơ duyên của đạo hữu Hạng mộ đồng dạng có một số việc Muốn hỏi đạo hữu Coi như là tại hạ trao đổi đi Hạng lập thần sắc bình tĩnh nói Tiền bối có vấn đề gì Cứ việc nói ra Vạn bối mà biết Nhất định sẽ không dám giấu đâu Nữ tự không chút do dự trả lời Kỳ thật Cũng không có gì Tại hạ chính là muốn hỏi thanh tiền tự các người ở nơi đây có truyền tống trần cự ly xa, có thể trực tiếp đi tới mặt khác của đại hỏa lục hay không? Lời này vừa ra khỏi miệng thần sắc hàng lập có chút ngưng trọng thêm vài phần. Truyền tống trần Tiền bối muốn trở lại đại lục của mình ư? Thành tiểu tự nhiên đoán được dụng ý của hàng lập. Đúng vậy, thường thế của ta đã tình dưỡng không xa biệt lắm, mà theo kinh nghiệm của tài hạ thì bình thường phạm là nơi có đại lượng tu luyện giả thì đều có truyền tống trần cử lì xa tồn tại, bị đúng chứ? Hàng Lập gật gật đầu nói. Tiền bối à, lời này tuy nói rằng có đạo lý, nhưng theo thiếp thân biết, thì thực tế là có thể khiến tiền bối thất vọng rồi. Nữ tử nghe Hàng Lập nói xong, thì trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. Cái gì? Các người nơi này không có truyền tống trần ư? Hàng Lập trong lòng trầm xuống, trầm giọng hỏi tiền bối đều đến sớm mấy ngàn năm thì hỏa hô quần đảo chúng ta có một tòa truyền thống trận có thể nói là nối thẳng tới lôi minh đại lục nhưng mấy ngàn năm trước truyền thống trận này đã bị một con cự thú đột nhiên theo một hải vực khác đến phá hủy hơn nửa ngày cả mấy tên cao gia tu luyện giả dạ trông coi truyền thống trận này đều bị con thú này nuốt tươi luôn trừ phi hàng tiền bối tự tin có thể một hơi bay từ nơi này trực tiếp trở về lôi minh đại lục còn bây giờ có thể nói phiến hải vực này kỳ thật hiện tại đã là một chỗ tuyệt địa. Ta nghĩ đây cũng là lý do cơ bản khiến cho đám ô la nhân không kiên nệ gì mà hiện thân đột nhiên công kích oa thị bộ tộc. Thanh tiểu thời dài nói Chẳng lẽ tòa truyền tống trần không thể chữa trị sao? Hàng lập giật mình hồi lâu sắc mặt khó coi hỏi một câu. Nếu như có đầy đủ tài liệu mà nói thì việc chữa trị đương nhiên không thành vấn đề rồi. Nữ tử không lượng lự trả lời. Nghe ý tứ của thanh tiên tử nói thì tài liệu không thể nào chuẩn bị đủ ư. Hàng lập nhướng mày, hắn tự hỏi trên người mình có nhiều tài liệu hy hữu, nên tự nhiên là trong lòng có hy vọng. Các tài liệu khác đều đã có. Duy chỉ có tài liệu không vân tinh sử dụng làm trung tâm pháp trận của truyền tống trận thì lại là vật quý hiếm dị thường duy chỉ mấy khoáng mạch ở Lôi Minh đại lục chúng ta mới có sản xuất ra, còn nơi này căn bản không thể nào tìm ra." Nữ tử cẩn thận giải thích nói. "Không vần tinh." Hàng Lập vừa nghe tên vật ấy thì nhíu mày, hẳn thật đúng là lần đầu tiên nghe được loại tài liệu này, cái này cũng không có gì kỳ quái, truyền thống trần huyền ảo như vậy, chỉ sợ là biện pháp bố trí ở các đại lục đều khác nhau rất lớn, cho nên tài liệu sử dụng tự nhiên cũng khác biệt rất lớn thấy sắc mặt hàng lập dần dần âm trầm thanh tiểu đột nhiên nói ra một câu làm cho hàng lập lầm vào ngơ ngẩn rồi lại lập tức vui mừng chương một nghìn năm trăm bốn mươi tám làm hồ đạo cái gì khối không vân tình kia bị đầu hải thú nuốt vào trong cơ thể hơn nữa con hải thú đó còn đang ở gần đáy biển để dạo chơi sao hàng lập thật sự có chút không thể tin đúng vậy Năm đó, con hải thú kia mượn hải triều, ngây sóng gió mới có thể vọt tới chỗ truyền tống trận, mà cũng một ngụm đem hơn phân nửa truyền tống trận đều nuốt vào. Không vần tên liền đe vào trong đó. Nguyên bản con thú này lúc ấy đã muốn lì khai hải vực này. Nhưng hơn trăm năm trước, không biết do nguyên nhân gì là có người phát hiện ra nó ở đáy biển sâu phía nam. Lúc ấy, số người cùng nhau phát hiện ra có hơn 10 thường tộc, nhưng trốn thoát được thì chỉ có hai. Số còn lại đều đã ngã xuống. Sau hơn 10 năm liên tiếp, người ở hải vực chúng ta vì muốn mở ra truyền tống trận, nên liên tiếp mấy lần tập kết nhân thủ, vùng đánh chết con thú này. Nhưng con thú này thần thông thục lớn, hơn được lại dạo hoạt dị thường. Khi thấy nhiều người thì liền trốn biệt dưới đáy biển sâu, không hiện thân. Khi ít người thì lại lén khởi xướng công kích, khiến chúng ta ngược lại tổn hại không ít nhân thủ. Thành tiểu thở dài có chút bất đắc gì nói Con thú này có loại thần lực Pháp thông gì Mà khó giải quyết như vậy Trong mắt hàng lộ ra thần sắc kỳ quái hỏi Dựa theo bình thường mà nói Một con hại thú cho dù Tu vị cảnh giới cao tới đâu Nhưng nếu bị một đám tu luyện giả đuổi giết Thì tuyệt đối không may mắn thoát khỏi Chủng loại của con thú này Thì chúng ta bây giờ Vẫn không thể nào phân biệt ra Từ hồi là một con hại thú biến dị từ xa nhìn lại giống như một đầu cự kình, nhưng nó lại có thể đem hình thể tùy ý, phóng to thu nhỏ. Hơn nữa một khi thi triển một loại thủy thuật chạy trốn, do đã trải qua biến dị cường hóa, nên có thể tại trong nháy mắt, đã ra xa ngoài ngàn dặm. Cho dù chúng ta có đem con thú này bước đến tuyệt cảnh, nhưng nó chỉ cần thi triển thuật này là có thể dễ dàng lao ra khỏi vòng vây. Tóm lại là không thể chân chính vậy chết nó hơn nửa hải thú này hung bạo dị thường. ngoại trừ hải vực đệ nhất ngân ngân xa cư xảy ra, thì những người còn lại căn bản không ai dám một mình đối mặt với con thú này. Nữ tự nhíu mày, tự hồ cũng cực kỳ buồn bực. Nghe mấy câu nói này, thì sắc trên mặt hàng lập chợt tắt, đồng thời cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Nhưng hắn nghĩ lại một chút, lại hoài nghi hỏi. Nhiều như vậy năm, khối không bần tình kia nằm trong cơ thể con hải thú này, liệu có tổn hao gì không? Sẽ không sớm bị hấp thu hoặc là luyện hóa đi chứ? Việc này tiền bối xin yên tâm, không vần tình không có không gian thuộc tính, trừ phi dùng đồng dạng không gian chi lực. Việc này xin hạng tiền bối yên tâm, không vần tình có không gian thuộc tính, trừ phi dùng đồng dạng không gian chi lực, công kích, nếu không các bạn không thể phá đi, mà con hải thú kia tuy rằng thuộc tính tạp nham, nhưng thân mình lại không thô đáo không gian thần thông. Điểm này chúng ta trải qua nhiều như vậy, đuổi giết nó thì có thể hoàn toàn xác định rồi. Nữ tử thập phần khẳng định nói. Hàng lậm gật đầu, cuối cùng cũng đem một tia bàn khoan trong lòng xóa đi, mà bắt đầu trầm ngâm không nói. Thanh đạo hữu, vị trí đại khái của con hải thú kia thường lui tới, chắc người cũng biết chứ. Hạng Lập hỏi một câu. Hạng Tiền Bối muốn đi đánh chết con thú này ư? Nữ từ ánh mắt chợt lóe, ngưng trọng hỏi. Đúng vậy. Trực tiếp bay trở về Lôi Minh Đại Lục, tự nhiên là việc không có khả năng, cho dù là một đường không ngừng hướng Lôi Minh Đại Lục mà đi thì cũng mất ít là nửa năm, để qua hải vực trong thời gian dài như vậy, trừ phi thần thông của ta gia tăng gấp bội nếu không 89 phần 10 là sẽ ngã xuống trên đường. Nhưng nếu muốn trở lại phong nguyên đại lục, thì trước tiên lại không thể không đi lôi mình đại lục một chuyến. Ở nơi nào mới có thể có siêu cấp truyền tống trần kéo dài qua đại lục. Các người tam phiền năm lần mưu đồ con hài thú kia cũng là muốn chữa trị truyền tống trần mà thôi. Hàng lập sờ cầm thản nhiên nói. Tiền bối nói cực kỳ có lý. Hải vật này tuy rằng có linh mạch, nhưng các loại tài liệu và linh dược phụ trợ tu luyện đã cực kỳ thiêu thốn rồi. Không ít người tu vi bị vây lại tại bên cạnh, không thể tiến thêm. Trải qua mấy ngàn năm nữa là có thể thấy được còn tồn tại nơi đây ít ỏi như thế nào. Nếu như tiền bối thật sự có ý muốn diệt sát con thú này, thì không bằng cùng chúng ta liên thủ đi. Nói tới đây, đệ tử hạ thấp thanh âm xuống một chút, rồi cười cười nói tiếp theo còn thản nhiên nói thêm. Ta cũng không gạt tiền bối. Ta lúc này tới, đồng phụ, cũng chính là bởi vì bạn hại vực đệ nhất ngân ngân xa, Cư sĩ muốn một lần tổ chức nhân thủ để đánh chết con hải thú kia. Ta cũng không gạt tiền bối. Ta lúc này tới đồng phụ, cũng chính là bởi vì bạn hại vực đệ nhất nhân ngân xa cư sĩ, muốn một lần tổ chức nhân thủ để đánh chết con hải thú kia. Vạn bối đến ba kiến tiền sinh, Kỳ thật là cùng cử ý nhờ vả Nếu các người thật sự có thể chữa trị được truyền tống trần kia, thì hạng mộ tự nhiên là không ngại liên thụ một lần. hàng lập cười không cần suy tư trả lời. Tiền bối yên tâm về mặt các tài liệu cùng trần pháp sư thì chúng ta cũng không thiếu. Chỉ cần có không vân tin là tuyệt đối có thể đem truyền tống trần chữa trị như lúc ban đầu. Thành tiểu nghe như vậy thì mừng rỡ. Thật có thể như vậy là tốt nhất. Hàng Lập gật gật đầu. Lần này có tiền bối ra tay tương trợ mà nói là có thể thành công. Ngân sa cư sĩ đã ước định 4 tháng sau tụ tập tại phía nam Lam Hồ Đạo để đi tìm hải thú kia. Tiền sinh nếu thật sự để ý đến việc này thì cầm ngân sa lệnh này. Thanh tiểu bàn tay vừa lật lấy ra một khối ngân lệnh bài đưa cho Hàng Lập. Hàng Lập một tay nhận lấy lệnh bài. Lệnh bài lập tức lóe ra rồi bị nhíp tới trong tay cúi đầu đánh giá. Vật này hoàn toàn toàn thân long lánh, giống như được tạo ra từ bạc tinh khiết, mặt ngoài có một chữ to, xa. Trên mặt hàng lập không có gì khác thường, đem lệnh bài thu lại. Thấy hàng lập đáp ứng thông khoái như vậy, trong lòng thanh tiểu cùng cao hứng dị thường. Sau khi cùng hàng lập hàng huyên trong chốc lát, thì rốt cuộc cùng kính đứng dậy cáo từ. Sau khi nữ nhân này hóa thành một đạo bạch quang theo từ trong viện bay vụt lên trời thì cơm chế linh quang trên căn nhà gỗ lại chợt loe sáng đồng thời cự gỗ từ từ khép lại hơn hai tháng sau một tiếng thét dài từ tiểu sơn truyền ra thành âm liền miền không nhất thẳng hướng lên chín tầng mây xà nhân hỏa dương tộc trên đảo cơ hồ ai cũng nghe được tiếng huyết gió này vô luận địa vị cùng cấp bậc cao thấp ra sao đều kinh nghi phụ nhân đang ở trong đại điện cùng một ít cao gia xà nhân thương lượng nghị sự nghe được thanh âm này thì thần sắc vừa động đi ra đại điện đứng ở quảng trường đồng dạng nhìn về hướng tiểu sơn ánh mắt nàng chớp động thần sắc biên hóa không chừng một lát sau tiếng thét dài kia bỗng ngưng lại lập tức một đạo thanh hồng từ dưới chân núi bắn nhành ra sau khi chớp động một cái liền bay lên chỗ cực cao tiếp theo xoay một cái hướng về phía hải đảo bay đi. Không bao lâu sau, Thanh Hồng đã ra khỏi hỏa vân đảo hơn nghìn dặm, bay trên mặt biển không chút ngừng, một đường theo hướng nam mà đi. Trong đồn quan sắc mặt hàng lập không chút thay đổi, biển đổi khu động đồn quang bay nhanh đi, một bên yên lặng cân nhắc chuyện tình của mình. Lúc này, nếu có thể liên hợp với người ở hải vực, thuận lợi chém giết được hải thú là tốt nhất như vậy có thể đến được lôi minh đại lục, sau đó tìm phương pháp phản hồi phòng nguyên đại lục. Nếu không đắc thủ mà nói, hắn cũng chỉ có thể tạm dừng ở hải vực này, sau này tìm cơ hội khác, hoặc là về sau sẽ tiếp tục đuổi giết hải thú kia. Dù sao lấy được cái bệnh nhỏ cùng đại lượng linh dược tùy thân của hắn thì đủ có thể duy trì tu luyện một đoạn thời gian thật dài. Nhưng nói về nhân tộc, sau khi ra đi thời gian dài như vậy, Hàng Lộc còn thật không biết dân tộc hiện tại tình hình ra sao, có bùng nổ chiến tranh cùng liên quân dị tộc khác hay không? Thiên Uyên Thành có bình yên vô sự hay không? Thân là thành viên dân tộc, mặc dù hắn chưa ở Thiên Uyên Thành không lâu, nhưng cũng quyết không nguyện nhìn nhân tộc xuất hiện ngập đầu tai ương. Bất quả hắn muốn trở lại nhân tộc, cũng do một nguyên nhân trọng yêu khác, là quan tâm đến việc Nam Cung uyển có thể nào phi thăng linh giới hay không tuy rằng dựa theo phỏng đoán, Nam Cung Uyển cũng sẽ dùng tiết điểm chi lực để phi thăng đến linh giới, nhưng trong khoảng thời gian ngắn là không thể. Nhưng có một số việc cũng không ai có thể thập phần khẳng định. Vạn nhất, vì kiều thế này của hắn có cái gì cơ duyên khác, khiến cho trong khoảng thời gian ngắn cũng tiến dài lên hóa thần, thì hiện tại đã hiện ra trong dân tộc cũng không phải là không có khả năng mà lấy tù vị thần thông hiện nay của hắn, đã muốn đủ để tự lập trong nhân tộc, có thể trực tiếp che chở cho Nam Cung Uyển. Tưởng tượng đến giọng nói và dáng điệu tướng mạo của ái thê, cho dù hạng lập tu luyện tới mức tâm trí kiên định như bàn thành, mà không khỏi có chút thất thần. Nhưng một lát sau, hắn lại thu liệm tâm thần hết sức chăm chú bay đi. Lúc này, đàn bay đi lại thuận lợi hơn hàng lập dự đoán trừ bỏ trên đường chém giết hai con yêu cầm không biết tốt xấu, thì dĩ nhiên một con hải thú cũng không đụng tới. Hơn một tháng sau, hắn dựa theo hải đồ, rốt cuộc đã tới một hải vực xa lạ. Hiện giờ hắn vừa bay nhanh, vừa dùng thận niệm điều tra mọi nơi mặt biển. Dựa theo hải đồ thì hắn hẳn là đã tới nơi gọi là làm hồ đảo kia. Nhưng xa xa nhìn lại, mặt biển phù cần vẫn trống rộng, nơi nào có thung tích đạo nhỏ xuất hiện đâu. Trong lòng hàng lập hơi có chút kỳ quái, sau khi bay về phía trước hơn trăm dặm, thì đột nhiên thần sắc vừa động, liền điều chỉnh phương hướng và đồn tốc thêm màu. Kết quả thời gian gần một bữa cơm sau, Hàng Lập dĩ nhiên tiến vào một mảnh hài vực kỳ quái. Thời tiết chợt thay đổi đột ngột, mặt biển tự nhiên nổi lên tuyết lớn, vô số bầm tuyết trắng bị gió thổi hỗn loạn gào thét mà đến làm cho người ta cảm thấy một cổ khí tức băng hàng buốt đến thấu xương. Mà quỷ dị chính là, mặt biển phía dưới lại không có dấu hiệu đóng băng chút nào, mà lại ẩn hiện có một cổ nhiệt khí cuồn cuồn trồi lên. Hai loại không khí nóng lạnh quỷ dị đang vào nhau quay cuồng. Bạch sắc hải vụ dần dần nồng đậm lên. Hàng lập phi hành trong do tuyết một khoảng cách. Sau đó hư không đánh ra một trạo. Một khối nước biển trực tiếp bị cuốn lấy trong tay dĩ nhiên nóng hầm hầm, độ ẩm thấp thập phần cao. Hàng lập nhíu mày, nhìn sương mù nồng đậm màu trắng phía xa xa, nhưng đồn quang vẫn không đình chỉ chút nào, chợt lóe lên chui sâu vào trong vụ hải. Hàng lập xâm nhập càng sâu thì do tuyết trong không trung lại càng băng hàng. Phía dưới nước biển tương phản, giống như nước sôi nóng bỏng đến dị thường. Thậm chí có những nơi trên mặt nước biển trực tiếp quay cuồng đứng dựng lên nhưng hạng lập đối với dị tượng này lại như không nhìn thấy, một đường đi về phía trước. Sau khi phi hành hơn 10 dặm, thì bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, sương mù biến mất, mặt biển phía trước xuất hiện một tòa băng đào trong suốt. Gió tuyết trên không trung đã không ngừng lại, nhưng nhiệt độ trong không khí so với lúc trước còn lạnh hơn 3 phần, mà nước biển cũng bắt đầu ngưng kết thành băng, hiện ra một tầng băng hơi mỏng, bộ dáng như nhiệt khí đã mất đi toàn bộ. Hạng Lộc không có nghĩ nhiều, nhất nhất thúc giục đồn quang, nhằm thẳng đến băng đạo bắn nhanh đi. Xa xa nhìn lại, đạo này diện tích cũng không nhỏ, thậm chí so với hỏa dương tộc, hỏa vân đạo còn lớn hơn mấy lần. Chỗ đạo nhỏ này hẳn đúng là Lam hồ đạo mới đúng. Lấy đồn tốc của Hạng Lập, tự nhiên là trong chớp mắt đã đi tới băng đạo, nhưng chưa chờ hắn bay vào trong, bỗng nhiên từ chỗ sâu trong đạo đã truyền ra một tiếng gầm trầm thấp. Hàng Lập vừa nghe tiếng gầm này thì sắc mặt bỗng nhiên đại biến, máu trong cơ thể giống như sôi trào, cuồng động. Chương 1549 Quái Nga Đây là... Ánh mắt Hàng Lập chớp động, lộ ra sắc mặt kinh nghi, nhưng lập tức hai tay bầm quyết niệm thần chú. Trên người Kim Quang liên tiếp chớp động, đem Phạm Thánh chân Ma Công vận hành lên. Một lát sau, hắn dựa vào công pháp uy năng đem dị trạng của máu huyết trong cơ thể mạnh mẽ trần áp xuống nhưng không chờ cho cơ thể hắn hoàn toàn khôi phục bình thường da thịt phía sau lưng đột nhiên như bị thiêu đốt một trận cảm giác giống như bị lửa hồng khô nóng rực hạng lập nhướng mày đưa một tay cởi trường bào trên người để lộ ra nửa người phía trên trần trùi tiếp theo giơ tay lên một đoàn kim quang từ trong tay bay ra nhoáng lên một cái lập tức hóa thành một cái tiểu kính bề mặt vàng rực rỡ. Cái kính này sau khi quay tròn một vòng thì hiện ra trên đỉnh đầu. Trên mặt kính có linh quang lóe lên rồi lập tức đem tất cả tình hình trên lưng hàng lập lộ ra rành mạch. Trên lưng hàng lập lúc này xuất hiện bốn cái hình xăm đồ án rõ ràng dị thường. Một con là Thái Phượng Diễm Lệ, một con là Thanh Sắc Đại Bàng và một là Ngụ Trạo Kim Long cùng một con Ngụ Sắc Không Tước đây rõ ràng là bốn loại chân linh chi huyết mà hàng lập lúc trước đã dung nhập vào trong cơ thể. Lúc này đang ngừng tù hiện hình mà ra. Mà giờ phút này, bốn đồ án đang sáng lập loè, Các đồ án chân linh trên lưng hắn lập loè không thôi, giống như sống lại. Nếu không có phạm thánh chân ma công trần áp, thì đám thực huyết ngưng tù cùng nhau này rất có thể là phá cơ thể bay ra. Hàng lập trong lòng hoảng sợ như thế nào, thì có thể nghĩ được. Hắn tự hỏi, đã vận dụng bí thuật, kinh trập thập nhị biến, đem tứ loại chân linh chi huyết, hoàn toàn luyện hóa. Sao lúc này lại xuất hiện tình hình quỷ dị như vậy? Mà nguyên nhân tạo thành, hết thảy điều này chính là một tiếng rống to xa xa kia mà thôi. Hàng lập tâm niệm chuyển động, còn chưa nghĩ ra cái gì rõ ràng, thì từ xa xa lại có một tiếng rống truyền đến chân linh đồ án trên lưng, lại phóng ra một trận quang mang kỳ lạ, rồi bắt đầu chạy vòng quanh không ngừng, giống như muốn tìm chỗ thoát ra từ da thịt trên lưng mà rời khỏi cơ thể. Hàng lập hư lành một tiếng, một tay bấm quyết niệm thần chú. Trên thân thể kim quang đại phóng, chân linh đồ án lập tức bất động. Hạng lập hít sâu một hơi, bỗng nhiên một tay vùng lên. Sau khi có tiếng phanh, thì kim sắc tiểu kính liền bạo liền hóa thành nhiều điểm kim quang biến mất. Mà trên mình hàng lập, Thành quang chợt lóe, rồi hóa thành một đoàn thanh hồng bắn nhanh mà đi, nhằm thẳng hướng phát ra tiếng rống to trong ban đạo mà đi. Tiếng rống này quỷ dị như thế, là có thể quấy nhiễu chân linh chi huyết trong cơ thể hắn, đã luyện hóa mà hắn lại không thể hiểu được ngọn nguồn trong đó, thì như thế nào có thể yên tâm. Đương nhiên cái này cũng là do hàng lập tự cho, mình hiện giờ thần thông tiến nhanh, ngoài tồn tại cấp hợp thể kỳ ra, thì nguy hiểm bình thường, căn bản không đáng để hắn để vào trong mắt. Nếu như là trước khi hắn tiến dài lên luyện hư kỳ, thì nói không chừng, trước khi hành động còn phải do dự một chút. Sau mấy cái chấp động, Thanh Hồng đã biến mất phía chân trời, vô ảnh vô tung. Mà tiên rống kia nhìn có vẻ như không xa lạ lắm, nhưng hạng lập một hơi đồn ra xa, 40 dặm, vẫn không nhìn thấy nơi phát ra tiên rống đó và tòa ban đạo này cũng có chút quái gì. Từ hồi như bị một loại thiên nhiên, từ lực bao phủ, nên thần niệm chi lực bị làm cho suy yếu rất nhiều. Với thần niệm của hàng Lập mà cũng chỉ có thể dò xét được khoảng cách hơn 10 dặm. Bất quá, hàng lập đi thêm về phía trước, một lát công phu thì thần sắc vừa động, bỗng nhiên dừng đồn quang. Một lát sau, trên không trung phía trước linh quang chợt lóe, các bài tám đạo màu sắc khác nhau, đồn quang hướng bên này bắn nhanh mà tới. Hàng lập hai mắt nhíu lại, lập tức nhìn rõ những người trong đồn quang. Kết quả, hắn thầm giật mình. Trong đồn quang này, nam nữ đều có, tù vị mọi người đều chỉ có nguyên anh kỳ. Nhưng kẻ nào kẻ nấy thần tình cực kỳ kinh hoàng liều mạng khu động đồn quang, bỏ chạy từ hồ như phía sau, đang có yêu ma truy giết bọn hắn. Hàng Lập hướng ra phía sau bọn họ đào qua thì chỉ thấy mặt sau đồng tuếch nào có đồ vật gì Hàng Lập những mày vừa định chặn hỏi những người này thì bỗng nhiên có một tiếng gầm ẩm vang từ xa xa cuồn cuồn truyền tới tiếp theo một loạt tiếng gầm một tiếng nối tiếp một tiếng liền miền không dứt nhất thời một màn hoàng sợ liền xuất hiện chỉ thấy theo tiếng gầm vài tên nguyên anh kỳ linh quang bên ngoài thân loạn hoảng một trận da thịt trở nên đỏ tươi, rồi tiếp theo là vài tiếng kêu thảm thiết thê lương phát ra. Cơ hồ trong lúc nhất thời, thân thể của nguyên thần nhận tên này đều bạo liệt, hóa thành từng đoàn huyết vụ tiêu thất vô ảnh vô tung giữa không trung. Hàng lập, trong lòng trầm xuống, mà đúng lúc này, phía chân trời xa xa lại có linh quang chớp động, hai đạo đồn quang đang bay nhanh tới. Hàng lập ngưng thần vừa nhìn, thì thấy nào nào. Trong hai đồn quang này có một cùng trang nữ tử Đúng là thanh tiểu Mà một người khác là một vị thiếu phụ váy đen dung màu không thua kém gì Thần tình hai người mặc dù giống như Những kẻ vừa bị nổ tung thân thể Mặc đầy kinh hoàng Nhưng bên ngoài thân các nàng Linh quan chấp động không thôi Không giống như những người trước hiện nhiên là do hai nữ nhân này Đều là hóa thần trung kỳ tồn tại Tù vị hơn xa đám người phía trước Nhưng cho dù là như vậy thì tốc của hai người cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Tốc độ so với bình thường thì chậm hơn phân nửa. Hàng Lập nhíu mày, vừa định lên đón, nhưng ngày sau đó sắc mặt đại biến, đồng tử chợt co đục. Một cái bóng xám trắng mờ hồ, diện tích mấy trăm trường, đang hiện ra từ sau hai nhị nữ, vài nhầm truy đuổi tới. Một tiếng rống to, rõ ràng là từ cái bóng xám này truyền ra mà với khoảng cách gần như vậy, ngay cả hàng lập đem uy năng của Phạm Thánh Chân Ma Công tăng lên tới hơn phân nửa, mà vẫn có thể cảm nhận được bốn loại chân linh chi huyết trên lưng rụt rịch. Ngay cả hàng lập, thần thông bậc này còn bị tiên rống này ảnh hưởng như vậy, thì nhị nữ tu tu bị kém xa hàng lập, hơn nửa bông xám lại gần hơn rất nhiều, nên tự nhiên là càng bất an. Trong tiên rống, đồn quan của hai người càng ngày càng chậm giống như rơi vào một mảnh cầm chế vô hình, căn bản là không thể dạy ra. Chỉ một lát công phù sau, bóng xám thật lớn kia đã kéo gần thêm khoảng cách với nhị nữ. Nhị nữ rơi vào đường cùng, chỉ có thể quay trở lại phát động công kích. Một người trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây đại cung, một đoàn hoàng bạch quang mang cho mắt kỳ lạ chớp động, rồi vô số quang sơn, giống như mưa to bắn nhanh ra, phù thiền cái địa công kích tới. Còn thiếu phụ váy đen liền dương tay lên Mấy đạo bạch quang chợt lóe Bắn ra Sau đó phân hóa thành vài luồng điện dao trắng Bắn về phía bóng xám Hai nàng liên thủ công kích Thật sự cũng có thành thế kinh người Chỉ trong khoảnh khắc Đã đi tới phụ cận bóng xám Nhưng không chờ công kích tới gần Một đạo sóng dao động vô hình Từ bóng xám bắn ra Vừa luận là quang sơn hay điện dao Nhất, thể, nhất thời đều bị sóng dao động này cuốn đi sau khi bàn bàn hai tiếng thì tự động vỡ ra. Căn bản là không thể chân chính tới gần bông xám. bà bông xám nhân cơ hội này. Sau khi chấp động mấy cái thì chỉ còn cách hai người bất quá gần một dặm. Nhìn được trên mặt không còn một chút máu. bà xem trên lệch tu vi của bọn họ với cây bông xám này bà nói thì con muốn cũng không thể nào ngăn cản được tiếng rống của bông xám. Xem ra sẽ lập tức nổ tàn sát mà chết hạng tiên sinh, tiền bối xin cứu mạng. Thanh tiểu rốt cuộc trong lúc bối rối, liếc mắt một cái đã nhìn thấy hạng lập ở phía trước, cách đó không xa. Thì nhất thời mừng rỡ giống như bắt được còng rơm, hướng hạng lập lớn tiếng cầu cứu. Nữ nhân kia thấy biểu tình của thanh tiểu như vậy thì cũng ngẩn ra vội vàng quay đầu liếc mắt nhìn hạng lập một cái. Hai mắt hạng lập làm mang chất đồng không thôi. Hai mắt không chớp nhìn chầm chầm vào bóng xám ở xa xa trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng dị thường. Dưới linh mục thần thông, hắn đã đem hình dáng hận thân của bông xám nhìn rõ ràng. Đây dĩ nhiên là một con quái vật Phi nga thật lớn. Còn quái thú này có hai cánh, nếu mở ra hết có thể rộng tới trăm trường, mà thân thể trước sau hai đoạn lại sinh ra hai cái đầu tròn dữ tợn. Cái thần trên thoạt nhìn có vẻ giống như đầu sư tử, lồng màu luống phúng, hai mắt tiên rống quái dị, chính là từ trong cái miệng sư tử nọ phát ra. Mà ở phần thân dưới của Phi Nga, quả nhiên cũng có một cái đầu cự mạng màu xanh thậm, hai mắt nhắm nghiền, nhưng có một cái lưỡi màu đen thì không ngừng thò ra thụt vào. Đây là quái vật gì? Như thế nào mà ta chưa bao giờ nghe nói qua? Thấy bộ dạng kinh dị của quái vật, ngay cả hàng lập tự cho là kiến thức rộng rãi mà cũng phải hít một ngụm lường khí. Nhưng cũng may yêu lực trên người quái thú này thật sự không phải quá mức nghịch thiên hình như là tồn tại cấp luyện hư hậu kỳ. Nhưng lúc này đây, sau khi thanh tiểu cất tiếng cầu cứu, ánh mắt hàng lập chợt lóe, đột nhiên hai tay áo rung lên, nhất thời bảy bi hai khẩu thanh sắc tiểu kiếm bắn nhành ra, sau đó chợt lóe, khóa thành hơn 10 đạo thanh ti phát ra âm thanh suy suy xe gió bắn nhành ra. Việc này do nàng mời hang tới, hơn nửa từng có một phen kết giao, nên hắn tự nhiên sẽ không thật sự thấy chết mà không cứu lấy tốc độ phi kiếm của hàng lập có thể nói là cực nhanh giống như điện quang đã hóa thành tiền xe gió bên này vừa phát ra thì ngay sau đó chúng thành ti từ trước người bom xám phô thiên cái địa mà chém xuống lấy tốc độ phi kiếm của hàng lập có thể nói là cực nhanh giống như điện quang đã hóa thành tiền xe gió bên này vừa mới phát ra thì ngay sau đó chúng thành ti đã trước người bom xám phô thiên cái địa chém xuống Quả Nga trong bóng xám hiển nhiên cũng không có dự đoán được công kích của Hàng Lập lại nhanh như vậy. Nên chưa kịp thi pháp phòng hộ, cũng chỉ thấy mặt ngoài bông xám thành quang chợt lóe Rồi thành ti liền dễ dạ dàng xuyên thủng qua cái bóng xám, xuyên thủng qua thân thể cự Nga mà qua. Bóng xám đứng ở chỗ cũ, đồng thời tiên rống quàng quạt cũng dừng lại. Mà thành ti lại bị quanh thân hình khổng lồ của cử Nga, thành mang chấp động liên tục. Quái Nga này một chút đã bị chém thất linh bát lạc, bị cắt thành vô số mảnh nhỏ. Nguyên thanh tiểu cùng thiếu phụ váy đen, bạn mình sắp khó giữ được. Thấy như vậy thì vừa mừng vừa lo, vội vàng thừa dịp thúc giục đồn quan, tạm thời thoát khỏi sự trói buộc của tiên đống. Đều liều mạng nhằm hướng hàng lập bên này, bắn nhanh đến. Đồng thời, thanh tiểu hé miệng nhỏ, từ xa xa, phát ra thanh âm nhắc nhở nói. Đạo hữu à, hãy cẩn thận, quái Nga này có bất tử chi thân, chỉ bằng vào bảo vật bình thường thì không thể nào chém giết nó. Bất tử chi thân. Hàng lập hơi hơi sừng sốt, mà lúc này trong bóng xám xa xa, dị biến đã nổi lên. Tàn thi của quái Nga, nguyên bản đã bị bầm thay vàng đoạn. Lúc này đồng thời tụ lại, một quần sáng mờ chợt lóe lên, rồi liền quỷ dị khôi phục như lúc ban đầu. Sắc mặt hàng lập trầm xuống, trong lòng thầm thúc dục kim quyết, hơn bị đạo phi kiếm xoay quanh phụ cận, lại hóa thành thanh ti, hướng thân thể quái Nga bắn tới. Quái vật giận dữ, rống to một tiếng, vụ hai cánh nhất thời, một tầng sóng giao động lúc trước lại xuất hiện, đồng thời cũng hướng ra bốn phường tam hướng mà khuếch tán đi. Một chút đã bắn nhanh tới, đem tất cả thanh ti quấn vào trong đó. Tất cả thành ti hơi dựng lại một chút, sau đó lại hóa thành một thanh tiểu kiếm màu xanh, dài độ một thốn. Tiếp theo có hai tiếng bàn bang, bang liên tiếp vang lên không dứt. Chúng phi kiếm đều hóa thành đoàn đoàn thanh mang bạo liệt ra. Thành tiểu cùng thiếu phụ váy đen, nhìn thấy cảnh sắc này thì sắc mặt lại trắng mệt. Giờ phút này nặng bất quá mới kéo dặn khoảng cách về quái Nga một chút mà thôi. Chỉ cần tiếng rống to lại vang lên thì khẳng định là không thể nào thoát chết. Hàng Lập nhìn thấy hơn 10 khẩu phi kiếm bạo liệt vỡ ra, thì trên mặt vẫn không có gì kinh sợ. Ngược lại sau khi hơi lạnh một tiếng, thì đột nhiên một tay bầm quyết niệm thần chú, hướng phía xa xa ngưng thần một chút. Một màn kinh người xuất hiện. Phi kiếm nguyên bản hóa thành vô số thành quang, bỗng nhiên nổi lên thanh âm vù vù. Tiếp theo về quanh cửa Nga xoay tròn một trận, rồi ánh thành quang tụ tập phục hồi lại thành một đạo tiểu kiếm, hàng khi long lánh như lúc ban đầu. Chúng phi kiếm sau khi quỷ dị chợt lóe thì vô thành vô tức, lại đang vào nhau, có vẻ như lần nữa đem quái nga, chém thành vô số mà nhỏ. Thần thông này tự nhiên là phi kiếm, kiếm linh hóa hư thần thông. Lần này thanh tiểu nhị nữ nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm. Nhưng các nàng lập tức tỉnh ngộ, thúc giục đồn quang nhanh hơn vài phần. Sau mấy cái chớp động, rốt cuộc đã chạy tới cạnh hàng lập rồi khôn ngoan dừng lại. Đà tạ tiền bối đã cứu giúp. Bất quá quái vật này quá lợi hại. Chúng ta hay là màu đạo tẩu đi. Thành tiểu thở phào một hơi hướng hàng lập vội vàng nói. Như vị đạo hữu, từ tiền đi đi. Ta đối với quái vật này có chút hưng thú. Xem có thể giết đi hay không. Hàng lập thản nhiên trả lời. Tiền bối, con thú này không biết từ chỗ nào chạy ra sự lợi hại không phải chỉ như vậy. Ngay cả ngân xa cư sĩ cũng đã chết thảm trong tay nó. Chúng ta trước tiên rút lui khỏi nơi đây. Sau đó hạo hảo, hảo nghĩ ra đôi sách, rồi lại tiến đến đối phó với yêu nghiệt này cũng không có muộn. Thiếu phụ mặt váy đen cũng có thiện ý khuyên bảo. Hiện nhiên, tuy Hạng Lập vừa mới hiện lộ một tay thần thông kinh người, nhưng nhị nữ vẫn không cho rằng Hạng Lập thật sự có thể đánh bại được con quái Nga này. Nhị vị yên tâm, Hàng bộ cho dù không định lại, nhưng tự bảo vệ mình tuyệt đối không cần lo. Hàng lập mỉm cười, lắc lắc đầu nói. Lúc này phía xa xa, quần sáng mờ sau khi chấp động, thì lại đem tàn thi của quái Nga một lần nữa dung hợp cùng nhau mà khôi phục như cũ. Nhưng do lần thứ hai bị chém giết nên làm cho quái vật này đội trận lôi đình. Cái đầu sư tử há to, một loạt tiếng rống còn to hơn lúc trước, từ trong miệng tuôn ra, đồng thời hai cánh điên cuồng vỗ lên nhất thời trên bầu trời phù cận có tiếng ầm ầm như tiếng sấm nổ đồng thời một vòng sóng dao động từ thân thể quái nga nhộn nhạo mà ra sau đó điên cuồng hướng ra bốn phương tam hướng liên tiếp lan ra chúng phi kiếm đang dao động lại tất tất bạo liệt vỡ ra một lần nữa bị nghiền nát thành từng mảnh nhỏ thấy vậy nhưng quái nga vẫn không ngừng vỗ hai cánh xem ra vẫn không cơ ý dừng tay tuy rằng bởi nó bị phi kiếm chế trụ nên vẫn chưa tới gần được hàng lập. Nhưng khi tiếng rống truyền tới, thanh tiểu cùng thiếu phụ mặc váy đen, hai người mới khôi phục lại sắc mặt bình thường, lúc này lại đỏ lên dị thường, tự hồ toàn thân máu huyết sẽ lập tức phá cơ thể bắn ra. Hàng lập nhíu mày, uy năng của phạm thánh chân mà công trong cơ thể sau khi tăng thêm hơn hai phần, thì dường như không có việc gì, nhưng ánh mắt đào qua thấy nhị nữ bộ dáng nguy hiểm như vậy thì một cánh tay như tì chớp hướng về phía hai người hư không đánh ra chỉ thấy trên bàn tay kim quang chợt lóe hai đạo cột sáng màu vàng chợt lóe lướt qua nhập vào trong thân thể của nhị nữ thành tiểu nhị nữ cảm thấy hiện tượng máu huyết sôi trào trong cơ thể lập tức thông thải chậm hơn huyết sắc trên mặt cũng biến mất hơn phân nửa nhị nữ thả lòng tâm tư một chút biết là do hàng lập ra tay tương trợ nên trong miệng liền thành cảm ơn. Còn thú này có tiếng rống rất cổ quái, phạm vi uy năng cũng cực lớn, như bị đạo hữu đi trước một bước đi. Hàng Lập khoát tay nói, hắn từ xa xa nhìn thấy trong phạm vi quanh quái Nga, hơn ngàn trường có thể thấy được một vùng không gian đang vang vèo. Địa phương lớn như vậy mà dĩ nhiên trong chốc lát đã mơ hồ đi, trong chốc lát chỉ còn như ảo ảnh cực kỳ quỷ dị không biết cái hiện tượng này là do tiếng rống của quái vật phát ra hay là do dao động vô hình từ hai cánh phát ra. Nhị nữ nguyên bạn đã bị tiên rống của quái Nga làm cho sợ hãi. Hiện giờ từ xa xa nhìn thấy cả như vậy làm cho sợ hãi dị thường. Sao còn dám do dự? Sau khi khuyên thêm hai câu nhưng mắt thấy hàng lập vẫn không kỹ rời đi thì chỉ có thể hướng hạng lập chỉnh đốn trang phục, thi lệ sau đó hóa thành lượng đạo kinh hồng, phá không bay đi. Lúc này đây, các nàng một hơi bay ra hơn trăm dặm, mãi cho tới khi ra khỏi ban đạo, tiếng rống lọt vào tai như có như không mới dừng lại. Nhìn nữ dừng đồn quang, hiện thân huyền phù ở giữa không trung, mà trong lòng vẫn còn khiếp sợ, nhìn về phương hướng cũ. Thanh tỷ tỷ, người nọ chính là hàng tiên sinh, người đã nói lần trước ư. Thiếu phụ mặc váy đen, sau khi thần sắc khai trấn định thì nhìn không được hỏi. Không phải tiền bối thì là người phương nào. Hàng tiên sinh là tồn tại cùng cấp bậc so với ngân xa cư sĩ. Bất quá thần thông có vẻ còn mạnh hơn nhiều. Thành tiểu gật gật đầu nói. Cho dù thần thông có to lớn hơn thì cũng không có khả năng là đối thủ của con quái vật kia. Dù sao, ngay cả ngân xa cư sĩ cùng với đầu linh thú ngân quang xa liên thủ mà bất quá chỉ chống đỡ được mấy hiệp thôi, liền ngã xuống chết. Cái đầu rắn của quái vật này ở phía dưới, so với đầu sư tử phía trên, xem ra còn đáng sợ hơn vài phần. Hàng tiền bối ở lại, thật sự là không khôn ngoan. Thiếu phụ mặc váy đen thở dài một hơi nói. À, cái này khó mà nói. Xem ra thiên trống này đối với hàng tiên sinh, dường như không có tác dụng gì. Khẳng định là có đại thần thông nào đó để hộ thân. Hơn nữa có bộ dáng tự tin như vậy, thì cho dù thật sự không định lại quái Nga, thì việc thoát thân hẳn là không đáng ngại. Chúng ta tạm thời ở chỗ này chờ chốc lát đi, nhìn xem kết quả rồi nói sau. Vạn nhất không ổn, thì chúng ta chỉ còn cách triệu tập tất cả thường tộc, để bố trí vài loại pháp trần đại uy lực đối phó với quái vật này. Thành tiểu đối với hạng lập hơi có chút tin tưởng, hơn nữa suy nghĩ cũng cực kỳ sâu xa. Đối phó với con yêu nghiệt này cũng chỉ có thể dựa vào pháp trần chi lực. Nếu không tụ tập đủ nhân thủ Thì dưới một tiếng rống E là tất cả cũng chỉ có thể bỏ mạng Nhưng quái vật này lại xuất hiện quá sớm Nếu chỉ chậm chừng một tháng nữa thôi Thì các số đồng đạo cũng không kịp đề phòng Sẽ không biết có bao nhiêu người sẽ ngã xuống Thiếu phụ cười khổ một tiếng Có chút khổ sở nói Điều này cũng đúng Nhưng quái vật này không giống hài thú Không biết từ chỗ nào kéo tới Thanh tiểu nhìn về quái nga phía chân trời trong mắt hiện ra một tia kinh nghi thì thào nói một câu thiếu phụ áo đen đồng dạng trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc nhưng tự nhiên là không thể giải đáp được sau khi nhị nữ bay khỏi mắt thấy phi kiếm đều bị một vòng vô hình chi lực kia nghiền nát tới mức không thể nát hơn hàng lộc khóe miệng nhếch lên nhưng trong đó lại có một tia cười lạnh ngay cả quay thú trước mắt là tồn tại luyện hư hầu kỳ thần thông tự hồ cũng không tầm thường. Nhưng với pháp thể xong tu, Phạm Thánh Chân Ma Công đã tu luyện đến đệ nhị bộ phận. Hơn nữa trên người là có nhiều loại nghịch thiên thần thông. Hạng lập như thế nào lại sợ hãi quá như vậy. Vần... Lúc này, chỉ thấy hắn hai tay bông quyết niệm thần chú. Trên người kim quang đài phóng, trên đỉnh đầu hiện ra một vòng sáng màu vàng. Trong vầng sáng có một pháp tướng ba đầu sáu tay, dần dần hiện ra, hai mắt trợn lên, sáu tay đều từ bông quyết niệm thần chú. Trong miệng quát khẽ một tiếng kim sắc pháp thương sáu tay, đồng thời nhằm phía cửa Nga xa xa vung lên. Phốc phốc, vài tiếng trầm đột truyền ra. Sáu cột sáng to thô màu vàng từ trong lòng bàn tay cuồng phun mà ra. Chợt lóe lên lướt về phía bông xám mơ hồ xa xa. Mắt thấy sẽ đánh lên trên người cửa Nga. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện bên ngoài thân hình cửa Nga bỗng nhiên trở nên mơ hồ. Phương hướng của sáu đạo kim quang bỗng nhiên biến đổi quỷ dị, lướt qua bên cạnh thân hình cự Nga mà đi. Quỷ dị đang tới chỗ hư không tán loạn rồi biến mất. Nhìn thấy cảnh này, Hàng Lộc không khỏi ngẩn ra, nhưng lập tức bàn tay đen thui bên trong tay áo, lại nhằm cử Nga hướng xa xa, nhẹ nhàng vỗ một cái. Nhất thời, một phiến quang hà màu xám từ năm ngón tay phun ra, sau đó hội tụ cùng nhau hóa thành quần sáng màu xám, nhằm thẳng phía đối diện điên cuồng cuốn tới. Nguyên tử thần quang chậm rãi mà đi, tại trên đường đi không ngừng khuếch tán cuồng trướng, che kín non nửa không trung. Thành thể to lớn như vậy làm cho quái nga thân trong bong xám, mơ hồ dựng hai con mắt màu bích lục lấp lóe không thôi. Phương hướng dao động vô hình từ hai cánh cùng biến đổi, tất cả đều hướng phía trên hùng hổ nghênh đón hai phương vừa tiếp xúc một trận thì nội như tiếng sấm truyền ra sóng dao động cùng quần sáng mờ đang vào nhau lấp lóe cả không gian chợt hốt sáng hốt tối cực kỳ quỷ dị hiện ra xu thế hai bên giằng co sắc mặt hàng lập trầm xuống nòng ngón tay màu đen bỗng nhiên hơi dừng lại một chút nhất thời trên không trung phía trên quần sáng mờ có một bóng đen hiện ra tiếp theo một tòa tiểu sơn màu đen quỷ dị xuất hiện trong nháy mắt cuồng trướng sau mấy cái chớp mắt đã liền biến thành ngàn trường cử sơn. Đúng là nguyên từ thần sơn. Quái ngà thấy như vậy thì đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau đó trong miệng lập tức rống to một tiếng. Sóng dao động vô hình, đột nhiên lại huyền hóa ra một cuộc sáng trong suốt, bằng mắt thường có thể thấy được, nhằm thẳng vào cử sơn vọt tới. Lấy việc lúc trước, sóng dao động vô hình có thể phá vỡ phi kiếm hàng lập mà nói, thì có thể thấy được uy năng của nó to lớn như thế nào. Lúc này lại hồi tụ một chỗ nên mức độ tàn phá đối với pháp khí bạo vật lớn như thế nào có thể nghĩ được. Nếu là trước khi nguyên tử thần sơn dùng nhập thạch đôn quái thì nó có thể không ngăn được đạo cuộc sáng trong suốt này. Nhưng sau khi dùng nhập thạch đôn thì trình độ cứng còi sớm đã đến một cảnh giới bất khả tư nghị. Chỉ thấy dưới chân núi chợt có quang mang kỳ lạ màu xăm trắng chợt lóe. Cuộc sáng sau khi đánh vào thì chỉ phát ra thanh âm muộn hưởng. Và một đoàn bạch quang cho mắt phát ra Mà bạch mang này sau khi tắt đi Thì cuộc sáng cũng tán loạn Mà tan biến Còn chân ngọn núi thì ngay cả một tí nước Cũng không có xuất hiện Bộ dáng không có chút tồn hao quái Nga kinh hại Không thể tin được vào việc này Hàng lập ở xa xa Mặt không chút thay đổi Hai tay bông quyết niềm thần chú Khiến cho ngọn núi nhất thời Lệ thẻ thái, thái sơn áp định từ từ hạ xuống ngay cả vòng sóng dao động từ hai cánh của quái Nga, không ngừng phát ra Nhưng dưới uy năng cường đại của ngọn núi, đều nhất nhất tán loạn tàn biến đi. Căn bản là không thể ngăn được sức nặng của nguyên tử thần sơn. Mắt thấy ngọn núi đè xuống cửa Nga, tự hồ ngay sau đó liền đem nó đè thành thịt vụn, thì đột nhiên đầu sư tử của nó hơi ngừng lại, rồi lại biến ảo thành cái đầu cường mạng, hai mắt nhắm nghiền. Đầu rắn xanh thậm này, hai mắt trờn tròn, tròn, lộ ra hai con người ánh vàng rực rỡ quỷ dị ánh mắt chớp động lạnh như băng đồng thời ngẩng đầu nhìn thẳng lên ngọn núi trên đỉnh đầu một tiếng gầm âm trầm tê minh từ miệng mạng xà phát ra rồi đột nhiên hai cánh vỗ mạnh từng đoàn quang mang phấn màu xanh tràn ra đem thân hình của nó bao phủ lấy rút cuộc làm cho không thấy rõ thân ảnh mảy may quái vật từ hồ muốn thi triển đại thần thông hàng lập từ xa xa thấy như vậy thì trên mặt lệ sắc chợt lóe đột nhiên thúc giục pháp quyết trong tay ngọn núi phát ra một tiếng nổ vang rồi đột nhiên áp chê xuống đáy ngọn núi áp vào trong quang phấn màu xám